theo Sina, Tiểu Đông muốn quyết đấu với đệ nhất Thiếu Lâm Di Long trong cuộc đấu tiếp theo. Sau trận thắng Đinh Hạo Vịnh Xuân vào hôm 18 tháng 3 vừa qua, tên tuổi của Tiểu Đông một lần nữa lại xuất hiện tràn lan trên các mặt báo Trung Quốc. Võ sĩ họ Từ hiện là một cái gai trong mắt nhiều cao thủ võ thuật truyền thống. Tuy vậy, ở Trung Quốc vẫn chưa có ai đứng ra quyết đấu với tay đấm MMA này. Ở Việt Nam, võ sư Nam Anh Tuấn phái Vịnh Xuân Nam Anh bất ngờ đứng ra khiêu chiến Tiểu Đông để đòi công lý cho võ thuật cổ truyền. Thông qua Facebook, sư đệ Priya Forest Nam Anh Tuấn gửi chiến thư bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung tới Tiểu Đông. Dù vậy, không ai biết lời thách đấu này đã đến tai võ sĩ MMA Trung Quốc hay chưa. Ai cũng biết Facebook ở Trung Quốc không phổ biến bằng Weibo, nên nhiều khả năng lời tuyên chiến của Nam Anh Tuấn vẫn chưa được Tiểu Đông nhận. Đây cũng là lý do mà võ sĩ Hậu Từ đang muốn thi đấu với đệ nhất Thiếu Lâm Di Long. Vào hôm 27 tháng 3, tờ Sina của Trung Quốc tiết lộ võ sĩ MMA Hậu Từ đang muốn thử sức mạnh của Di Long. Di Long là một võ sĩ đã thành danh, tuy vậy có nhiều thông tin cho rằng danh tiếng mà Di Long có được là nhờ vào truyền thông. Anh ta nghi ngờ vì trải qua một số trận đấu có kết quả mờ ám, vì vậy tôi muốn kiểm chứng sức mạnh thực sự của anh ấy. Di Long là một đối thủ hoàn hảo phù hợp với Tiểu Đông, võ sĩ được mệnh danh là đệ nhất Thiếu Lâm, đã trải qua 73 trận kickboxing chuyên nghiệp, thắng 61, thua 11, và có khả năng đo ván đối thủ và chịu đòn cực tốt. Rõ ràng Di Long nhỉnh hơn võ sư họ Từ rất nhiều kinh nghiệm, thi đấu chuyên nghiệp, dù nhỉnh hơn về thể hình, nhưng Tiểu Đông không dễ để thắng được Di Long. Kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2017, sau khi bị đo ván lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Trung Quốc bởi Sitinchai Sipong Penong Thái Lan, võ sĩ Di Long vẫn chưa trở lại. Hiện tại khán giả hâm mộ võ thuật đang rất nóng lòng muốn đệ nhất Thiếu Lâm trở lại. Tuy vậy, ở những sự kiện võ thuật diễn ra tại nước này, người ta vẫn chưa thấy cái tên của Di Long. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Sau khi đặt câu hỏi về khả năng của võ cổ truyền, giờ đến cả thực lực của Lý Tiểu Long cũng nằm trong phạm vi nghi vấn của Từ Hiểu Đông. Trong quan điểm của không ít người yêu võ, Lý Tiểu Long là hiện thân của hai chữ kỳ tích. Ông là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về võ tổng hợp MMA, người sáng lập Triệt Quyền Đạo, người đã truyền cảm hứng, đưa hàng ngàn thế hệ đến với võ thuật. Theo những lời đồn đại, cú đấm một inch của Lý Tiểu Long tạo lực nặng lên đến 160 kg, đòn đá ngang slide kick sẽ đạp bay một người đàn ông trưởng thành xa 20 m. Lý Tiểu Long có thể một chân đá bao cát 20 kg lên độ cao 2 tầng lầu, hoặc chỉ dùng đá cao 2 kích cũng đá vỡ được bao cát 45 kg, không khác gì các bậc võ lâm đại sư trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Thậm chí nhiều người còn tranh luận rằng Lý Tiểu Long hoàn toàn có phần thắng trước tay đấm thép Mike Tyson, 50 trận thắng, 6 trận thua, 44 knockout. Trong một cuộc chiến đường phố không luật bảo hộ. Nhưng thực lực của huyền thoại Lý Tiểu Long mạnh mẽ tới mức nào, đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tiểu Đông cũng nằm trong số những người hiếu kỳ về khả năng thực sự của Lý Tiểu Long. Dù sao cũng chưa ai từng tận mắt xem Lý Tiểu Long đến cùng mạnh ra sao, bạo miệng cho rằng Lý Tiểu Long chỉ là một võ sĩ nghiệp dư, được tâng bốc lên thành huyền thoại, Tiểu Đông nói trong một phỏng vấn với Tencent. Trên phim, loại cung phu lấy 1 đánh 10 hầu như đều là kỹ xảo điện ảnh. Lý Tiểu Long chưa bao giờ thượng đài đánh một trận đấu chính thức. Vậy người ta lấy lý do gì để cho rằng Lý Tiểu Long rất mạnh? Hơn thế nữa, Lý Tiểu Long thể trọng chỉ cỡ 60 kg. Làm sao họ Lý có thể đánh thắng được Mike Tyson nặng trên dưới 100 kg với chênh lệch hạng cân lớn đến thế? So sánh giữa Lý Tiểu Long với Di Long, người từng phê phán Tiểu Đông khi đã hạ nhục giá trị võ thuật truyền thống, Tiểu Đông cho biết, anh chẳng đánh giá Di Long cao cho lắm, nhưng ít ra thì Di Long vẫn hơn Lý Tiểu Long. Chí ít thì cũng thấy Di Long có mặt trên sàn đấu, anh ta có thể đánh, có thể chịu đòn, võ sĩ họ Từ nhận định. Di Long đánh thật, còn mọi trận đấu của Lý Tiểu Long đều là hư cấu, đều chỉ diễn ra trên màn ảnh. Cứ cho là Lý Tiểu Long rất có năng lực tấn công, nhưng khả năng kháng đòn của ông ta vẫn là một câu hỏi lớn. Người ta tin hay không thì tùy, chứ tôi không tin. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Dẫu sao trong điều kiện lịch sử lúc ấy, rất khó để Lý Tiểu Long có cơ hội chứng minh bản thân trên võ đài. Môn thể thao đối kháng duy nhất được công nhận trên đất Mỹ là những năm 50-70 của thế kỷ trước, chỉ có quyền Anh, trong khi Lý Tiểu Long lại không phải là một tay đấm chuyên nghiệp. Mà giả sử Lý Tiểu Long có cơ hội thượng đài đi chăng nữa,
Từ Hiểu Đông vẫn nghi ngờ. Tôi không đánh giá cao các võ giả của võ thuật truyền thống. Trong những cuộc so tài với vận động viên Quyền Anh, rất nhiều người trong số họ chỉ biết cách tấn công mà không rèn luyện khả năng chịu đòn. Điều này giống như người lính đi đánh trận mà lại chỉ mang mâu, không mang thuẫn vậy. Ăn một đòn nặng, họ gục ngay. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Theo truyền thông Trung Quốc, trận đấu trong mơ giữa Từ Hiểu Đông và Ji Long đã sắp trở thành hiện thực. Sáng 27 tháng 3, tờ Sina của Trung Quốc đăng tải thông tin rằng võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã sẵn sàng lên đài để so găng với người được mệnh danh là đệ nhất thiếu lâm Ji Long. Tờ báo Trung Quốc trích đoạn trả lời phỏng vấn của Từ Hiểu Đông. Ji Long là võ sĩ rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng có nhiều thông tin nói rằng anh ta được lăng xê qua một số trận đấu. Đó là lý do tôi muốn thượng đài để kiểm chứng khả năng của anh ta. Mặc dù khẳng định muốn kiểm chứng khả năng của Ji Long, nhưng Từ Hiểu Đông lại đánh giá cao trình độ của đối thủ. Võ sĩ MMA còn cho rằng một số trận đấu của đệ nhất thiếu lâm với vài cao thủ nước ngoài ở Las Vegas, Mỹ hay một số địa điểm khác hoàn toàn không phải là những màn thượng đài được dàn dựng, giống như ý kiến của bộ phận người hâm mộ. Đặc biệt, Từ Hiểu Đông còn khẳng định đã liên hệ với người đại diện và chính là chị gái của Ji Long để đàm phán về việc tổ chức trận thượng đài. Hiểu Đông còn sẵn sàng chấp nhận đấu theo luật mà Ji Long đưa ra, luật MMA hoặc kickboxing. Sau đó, chị gái của Ji Long đã tỏ ra rất ủng hộ quyết định của Từ Hiểu Đông. Theo Sina, hiện tại mặc dù đích thân Ji Long chưa lên tiếng, tuy nhiên với việc Từ Hiểu Đông bật đèn xanh, trận đấu này có khả năng rất cao sẽ xảy ra. Vấn đề quan trọng còn lại chỉ là việc hai bên thống nhất thời gian và địa điểm thượng đài. Còn nhớ hồi năm ngoái, Ji Long chính là một trong số nhiều người từng công khai thách đấu Từ Hiểu Đông sau khi võ sĩ MMA đánh bại Ngụy Lôi và liên tục có những phát biểu coi thường làng võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Song ở thời điểm đó, lời thách đấu của đệ nhất thiếu lâm đã không nhận được sự phản hồi của Từ Hiểu Đông. Cũng chính vì vậy, việc Từ Hiểu Đông chủ động liên hệ với người đại diện của Ji Long là một quyết định đầy bất ngờ. Và nếu màn tỉ thí này xảy ra, đây sẽ là trận đấu nhận được sự quan tâm cực lớn từ làng võ Trung Quốc và thế giới. Ji Long là võ sĩ chuyên nghiệp, từng kinh qua tổng cộng 73 trận đấu với những võ sĩ hàng đầu làng kickboxing thế giới. Ngược lại, Từ Hiểu Đông là võ sĩ MMA nghiệp dư và chỉ bắt đầu nổi tiếng sau khi đánh bại Ngụy Lôi hồi năm ngoái. Tuy nhiên, câu hỏi liệu ai sẽ là người chiếm lợi thế nếu thượng đài vẫn còn bỏ ngỏ, bởi điều đó còn phụ thuộc vào việc hai võ sĩ chọn đánh theo luật kickboxing hay MMA, bởi mỗi võ sĩ đều có những sở trường riêng. Cũng liên quan đến Từ Hiểu Đông, cách đây ít ngày chuẩn võ sư Nam Anh Tuấn của phái Vịnh Xuân Nam Anh đã gửi chiến thư thách đấu võ sĩ MMA Trung Quốc. Tuy nhiên, ý định của vị cao thủ tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Từ Hiểu Đông dùng trò bẩn để hạ Vịnh Xuân Đinh Hạo. Trang tin của Sương Hoa Vịnh Xuân Đường, nơi Đinh Hạo luyện tập võ công, đã lên tiếng bóc mẽ những trò bẩn của Từ Hiểu Đông trong trận đấu với Đinh Hạo vừa qua. Như đã biết, trong cuộc tỉ thí cách đây vài ngày, Từ Hiểu Đông đã hạ Đinh Hạo, người được biết đến như đệ tử bốn đời của Phó Sư Diệp Vấn, một cách chóng vánh chỉ sau hơn một phút. Tuy nhiên, phía Đinh Hạo lại không phục chiến thắng của Từ Hiểu Đông vì cho rằng võ sĩ này đã sử dụng trò bẩn. Trang tin của Sương Hoa Vịnh Xuân Đường, nơi Đinh Hạo luyện tập võ công, đã lên tiếng bóc mẽ Từ Hiểu Đông. Theo đó, phía Từ Hiểu Đông đã bỏ đói Đinh Hạo trước trận đấu. Võ sĩ Vịnh Xuân Quyền cùng 6 người khác chỉ được phục vụ bữa ăn trưa hạn chế với 2 món, trong khi 8 giờ tối mới diễn ra cuộc tỉ thí. Bên cạnh đó, đáng lẽ ra trận đấu được tổ chức ở Quảng Đông nhưng chuyển sang Thường Đức, Đinh Hạo là người phương Nam nên không hợp khí hậu nơi đây. Đệ tử bốn đời của võ sư Diệp Vấn đã bị chảy máu cao trước khi thi đấu. Sương Hoa Vịnh Xuân Đường cũng tố Từ Hiểu Đông sử dụng đòn bẩn. Võ sư MMA Trung Quốc nặng hơn Đinh Hạo 15kg nhưng luôn tìm cách túm áo khi thi đấu, khiến Đinh Hạo gặp khó khăn. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến từ một phía võ đường của Đinh Hạo và chưa thể khẳng định điều gì. Dù thế nào, Từ Hiểu Đông cũng cho thấy sự vượt trội so với Đinh Hạo. Dù chiếm thế chủ động ở thời điểm đầu trận, nhưng võ sĩ Vịnh Xuân Quyền lại do đòn không đủ sức nặng để làm khó Từ Hiểu Đông. Sau đó, anh đã không thể chống nổi khi võ sĩ MMA vùng lên. Võ sư phái Vịnh Xuân, Forest, cũng có quan điểm tương tự.
Bên cạnh đó, ông khẳng định người huynh đệ đồng môn của mình là võ sư Nam Anh Tuấn, sẵn sàng tiếp chiêu của Từ Hiểu Đông.